Chào các bạn nha, mình là Dương Quốc Thịnh. Bữa nay mình đi trên chỗ khúc chợ Tân Bình cũ rồi nha các bạn. Đây, cái này chợ Tân Bình cũ nè. Thì mình có sẵn đi giao đồ luôn nè. Sẵn đi giao đồ đó. Thì mình có gặp anh Sinh rồi nha. Anh Sinh ảnh bán vé số nha các bạn. Đi đưa tổng vé số cho các bạn. Anh Sinh là nhà ở đâu anh nói lớn lớn á? Em lại là Sinh ở Nha Măng à. Ở Nha Măng à. Ngay cầu Nha Măng ha. Dạ, ngay cầu. Thì ảnh cũng có cái bị sốt bại liệt nha các bạn. Một cái bị sốt cái bại liệt nha, tức là ảnh cái chân một bên thì ảnh đi cà lết nha. Ảnh bán vé số thì từ mấy giờ tới mấy giờ anh đi từ đâu à? Từ 6 giờ đi tới xe đét. Tới xe đét là tới đâu? Tới chợ là có khoảng 11 giờ. Đi có khoảng 11 giờ là tới xe đét. 11 giờ là tới xe đét là từ cầu Nha Măng phải không? Bên đây cầu Nha Măng, nhà anh Sinh này bên đây nhà Nha Măng. Thì một ngày với là anh bán được bao nhiêu tờ giấy số này? Có 150 à. 150 à. 150 gì là mình lời được 150 ngàn. Hướng này về xe đét nè, mình đang đứng ngay chợ Tân Bình cũ nha các bạn. Đó. Thì mình chia sẻ cái hoàn cảnh của anh cho các bạn. Đó, thì giấc này là ông mới tới đây và chừng nào ông mới tới tới nhà. Em nói anh nghe chừng nào nữa là em bán nhưng mà hết cái số đó. Ghê quá, chạy cúp đầu nó luôn nha. Đó, thì xích vô giúp anh Sinh, xích vô trong. Đó, thì em vô bán vé số cho người ta luôn đi. Anh vô bán vé số cho người ta đi, người ta kêu anh tấm vé số cái gì đó. Hồi nãy ai kêu mua cho ổng tấm vé số á? Có ai kêu không? Hồi nãy như có người kêu không? Không có kêu hả? Rồi rồi. Đó thì mình quay anh Sinh lại cho các bạn coi nha. Anh nói anh nhắc lại coi. Anh nhắc lại là nhà anh ở chỗ nào á? Ở cầu Nha Măng ngon phía bên đây cầu à. Có số nhà không? Số nhà 17. 17 rồi gì đó xã Tân Đông huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp ấp Tân Hòa xã Tân Nhuận Đông xã Tân Đông huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp đó thôi bây giờ mình thôi vâng hầu đó ông coi đi bộ về tới dưới đi chứ còn còn nhiêu vé số mà đó thôi thôi bán cho mình tấm đi. Bán cho mình tắm đi nha. Rồi thôi kết thúc nha các bạn. Đó, chúc anh sức khỏe nha. Thì cái tay không gì nè. Mình sẵn mình thấy cái hoàn cảnh anh mình quay luôn coi. Cái chân thì cũng yếu, anh dở cái chân ở bên trái lên coi. Phải có cái cọng dây thun nha các bạn. Chứ không cọng thun lại hết ép. Đó. Rồi, chào, cảm ơn các bạn nha.